đi câu A, câu A, câu A. Trời ơi, trả lời câu B là sai là phải rồi. Trời ơi, thiệt, ngu thiệt. Coi mà mất tức. Ngu, bực. Gì vậy Vinh? Thì đó, mấy cái show đó. Show vậy? Thì mấy cái show đó. Show, ai bán show hả? Tao giấu rồi, biểu phải lấy ra. Ông còn trẻ quá mà sao ông không cập nhật những cái thông tin hiện đại. Đây nè, tôi coi trên đây nè, đây nè, coi YouTube nè đó. Cái này á, là mấy cái game show gì đó. Mấy cái show mà trên chương trình á, mà người ta tổ chức thắng thua rồi đó. Phải nói ra là cái game show đi. Game show truyền hình, nó cái show tưởng ai quánh lộn đập cái show lên đầu. Người ta nói cái chữ show là hiểu rồi ha. Mà thiệt á, mấy cái câu trả lời hả, hồi nãy hả, là cái giám khảo hỏi là chính trả lời đúng hết luôn á. Trời ơi, trả lời câu hỏi dễ ớt. Ê, game show giờ cũng nhiều ha. Mà sao không chính không đi thi chính? Ai nói mày tám đi thi? Thi đâu cũng được 5-6 cái game rồi đó. Cười vậy? Ừ. Ờ, nhìn mặt chính cũng giống giống cái bài thi game show lắm. Trời, không, không có lên tivi. Ủa, giờ đâu? Là vậy nè, khi mà chính vô, chính thi cái vòng loại đó, là không bao giờ chính được vô vòng tiếp đó. Không phải là chính dở nha, là bởi vì là người ta không thể nào tưởng tượng được người lớn tuổi như chính mà vừa có sắc, mà vừa có tài. Trả lời mà tao nói là giám khảo vừa đưa câu nào trả lời trúng à. Cho nên á, người ta sợ là chính mà vô được tới vòng chung kết á là mấy đứa trẻ là nó thua. Thôi thì mới nhường cho mấy đứa trẻ, thành ra rớt ở vòng loại là vậy đó. Hay quá ta. Trời ơi, bởi người ta không biết được cái sự bao dung của chính. Tao tức ghê thiệt. Chính nói thiệt hay chính mơ ước có một ngày nào hay có cái game nào mà kiến thức thiệt là nguyên bác đi. Rồi đừng có loại chính đi, đừng có loại chính đi rồi sẽ thấy cái sự nguyên bác của chính. Bữa con về con đi chơi với Thanh Hà. Ừ. Thanh Hà kêu với con là sắp tới có một game show về kiến thức. Mà già kiến thức kiểu là xã hội bao trùm. Ê, hợp với chính luôn á. Ủa vậy sao không nghe Thanh Hà nói vậy ta? Không. Ê, vậy là chắc chắn là cái gì mà về kiến thức hay là chính hay là bảo đảm đậu luôn á. Mà miệng cái vậy chính. Sao con? Miệng cái là phải thi 4 người trong gia đình. 4 người trong gia đình. Ừ. Hả? Mấy kỳ trước cái chính vô chính già quá, cái xong người ta tưởng chính là lớn tuổi là má cho đất. Ê, có rồi, đăng ký cái chính đi. Gia đình của mình có 4 người. Đấy, bộ nhà chính còn ai nữa hả chính? Đâu, là chính nè, với lại mấy tụi bay nữa nè đó. Nhưng mà đừng kêu chính bằng má hay là bằng kêu bằng gì chính. Kêu bằng lớn tuổi quá người ta không cho mình thi. Đã 4 người thì phải là nó cùng một thế hệ. Kêu chính bằng chị. Chị chính. Được hết đó. Bây giờ vậy đi, rút kinh nghiệm mấy lần rớt trước ha, là mình không có chuẩn bị. Cho nên lần này mình phải chuẩn bị. Tạm thời là con phải đi thông báo cho mấy đứa ở trong quán cà phê để cho nó tụ tập tổ chức cái chương trình cho nó đàng hoàng, bài bản ha. Rồi còn phần câu hỏi thì con phải là người soạn ra câu hỏi, rồi con hỏi rồi chính trả lời. Nghe, yeah. Mình phải có sự chuẩn bị để khi mà mai mốt mình bước chân vào trong game show mình không bỡ ngỡ. Thiệt hả chính? Được hết đó. Được không? Được. Bây giờ con cứ nghe lời chính đi. Đi về nhà chuẩn bị những câu hỏi nha. Còn chính thì chính sẽ thông báo cho tụi nó biết. Để mình hẹn một ngày, mình hẹn nhau ở quán cà phê, mình chuẩn bị cuộc thi game show. Càng quay ta. Rồi, bắt đầu đi Hùng. Dạ, thưa bà chính. Nói đó nghe nè, đừng có nói như vậy là người ta sẽ nghi ngờ là mình là coi như là không ai biết gì hết. Kêu bằng chị chính đi. Tập đi, tập với cháu quen. Ủa, cái này thi gia đình với nhau mà. Biết rồi, nhưng mà cái này là coi như là mình đi thi. Mình hiểu cái chương trình game show này mình đang tập. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ là mình coi như mình không quen biết. À, không biết, ờ, không biết, không biết, không biết, không biết. Rồi, à, rồi hiểu, vô tâm lý. Nè, bây giờ bắt đầu. Thưa chị Dính. Khoan. Nữa hả? Bây giờ có một cái vấn đề như thế này nè. Sao? Bây giờ nếu mà tụi con kêu chính bằng chị chính á. Đừng có bằng con, em kêu chị. À, em kêu chị bằng chị đó. Ừ. Thì mọi người có đánh cái sự nghi ngờ vào đây không? Tại vì nó không có xứng đáng với cái từ chị. Đúng, đúng. Người ta rồi sẽ nói mình là mua giải. Đúng. Hoặc là có quan hệ mật thiết với người chơi. Đúng. Bây giờ nếu như mà để đi mà người ta không thể nào nghi ngờ mà người ta tính đây là một gia đình. Ừ. Thì anh Hà nghĩ mình nên gọi chính là gì? Bà ngoại đi. Không, bà ngoại là càng nghi ngờ nữa. Sao vậy? Bây giờ mình phải xài một cái từ gì đó cho nó xã hội hơn. Xã hội hơn. Mẹ. Đây, đây, đây. Không. Ê. Đúng, đúng, đúng. Rất xã hội luôn.
mẹ đi chính. Mẹ chính là mẹ dắt một đàn con đi thi. Không được. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, bây giờ nghĩ là cái mặt của tôi nè nghe, còn trẻ quá mà làm sao bằng mẹ được mấy bạn. Đây là bé em, bé chính. Ok, không được, bé chính là còn nít, đúng không rồi, mà đi theo cái game show lại đúng nha. Rồi game thực tế mà bằng chị đi, ta đã nói từ nãy giờ là bằng chị đi. Thôi, tôi sẽ phổ cập thể lệ cuộc thi như sau. Chúng ta sẽ có 30 giây để trả lời 6 câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất: tại sao con người lại đóng cái móng sắt vào chân con ngựa? Tôi xin trả lời là tại vì con ngựa nó không tự đóng được, phải nhờ con người đóng vào. Sai. Bởi vì người ta đóng cái móng sắt vào chân con ngựa để di chuyển và vận chuyển tốt hơn. Sai, tôi có ý kiến tôi phản đối. Bây giờ tôi hỏi mấy người nè, ngựa là một loài thú thì làm sao mà có thể mà tự mà đóng vào cái chân mình được, thì có phải là nhờ người đóng không? Đúng không? Chính. Câu của anh Hùng mới đúng á. Tại vì con mới vừa sạch trên mạng ra nè, câu trả lời là ý chang như của anh Hùng, còn câu của chính là không có trong đây. Thì nếu mà Google nói vậy thì coi như là Google đúng. Bởi vậy, qua câu hỏi thứ hai, kiến thức là gì? Dễ, câu này tôi trả lời được nè. Kiến thức là con kiến không ngủ. Đúng chắc luôn. Sai. Kiến thức là gì? Là những dữ liệu, thông tin, kỹ năng có được. Sai rồi. Bây giờ tôi hỏi mấy người nè, mấy người lại như là tôi ngu lắm vậy á. Nè, bây giờ đánh dần con kiến, đánh dần đi. À, kiến đúng không? Từ kiến. K. Ừ. Y. Ừ. Ê. Đúng. N. Rồi, dấu. Dấu dấu ê ê. Dấu sắc. Dấu sắc. Học lớp mấy nó nghĩ gì trời. K I K E K N kiên sắc kiến. Chính. K. Chính học lớp mấy gì chính? K I K E K N kiên sắc kiến. Thờ ư thư cờ thức sắc thức. Làm gì mà bữa nay mặc đồ mà kiểu lồng lộn quá vậy bà? Đi đâu vậy? Tính đi ăn sáng. Vậy? Đi ăn sáng mà mặc bộ đồ này.